Quý vị và các bạn thân mến, không biết là thầy Park Hang-seo đã dùng chiêu gì mà khiến cho các học trò của ông tại tuyển U23 Việt Nam đã quyết sống quyết chết, nói rằng là sẽ đổ máu tất cả vì huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi về tới Quảng Nam thì chúng tôi đã có một buổi nói chuyện với cả Huỳnh Tấn Sinh. Cậu ấy đã có những tuyên bố khiến cho truyền thông và người hâm mộ thực sự bất ngờ. Huỳnh Tấn Sinh nói rằng sau tất cả, tôi sẵn sàng đổ máu vì huấn luyện viên Park Hang-seo. U23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020. Có dấu ấn không nhỏ của Huỳnh Tấn Sinh. Quãng thời gian đã gắn bó với U23 Việt Nam cho thấy Tấn Sinh đã có rất nhiều điều, trong đó là sự kiên nhẫn và đặt niềm tin tuyệt đối vào những đồng đội cũng như người thầy của mình. Tấn Sinh thì vẫn là một cậu bé kiệm lời, nhút nhát khi đứng trước máy quay, nhưng khi cất lên những câu trả lời bằng chất giọng đặc trưng của xứ Quảng Đà, đôi má thi thoảng còn đỏ ửng của chàng trai sắp bước sang tuổi 21 vào đầu tháng 4 này, như một sự minh chứng cho sự trưởng thành và có sự chân chất và ngây ngô. Qua cuộc trò chuyện dưới đây với Tấn Sinh thì chúng ta có thể nhìn nhận một cầu thủ với tính cách đơn giản cùng một vài chi tiết đã toát lên sự bồng bột của tuổi trẻ. Tôi đã từng hiểu lầm huấn luyện viên Park Hang-seo. Phóng viên hỏi rằng: "Xin chào Tấn Sinh, vòng loại U23 châu Á 2020 đã kết thúc bằng chiến thắng ấn tượng trước U23 Thái Lan." Huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng: "Từ nay chúng ta không phải sợ người Thái nữa." Thì Sinh nghĩ như thế nào? Tấn Sinh đã trả lời: "Trước trận chúng tôi không phải là tự tin thái quá, mà là trong đầu đã luôn nghĩ là phải thắng trận này. Tỷ số mọi người có thể bất ngờ, nhưng mà thắng 4-0 là hoàn toàn xứng đáng với màn thể hiện của các đồng đội. Các đội tuyển của Thái Lan rất mạnh từ xưa tới giờ, nhưng lứa chúng tôi đã chạm trán họ nhiều rồi. Tôi nghĩ mình cứ chơi lối chơi của mình, giữ được lối chơi là không phải ngại họ. Nói sợ thì không phải, nhưng mà mình dành sự tôn trọng cho đối thủ. Tôi gặp họ từ hồi U19 thì đã không có cảm giác ấy cho đến bây giờ. Tôi nghĩ rằng là mọi người đã tự tạo nên cảm giác đó mà thôi." Phóng viên tiếp tục hỏi Sinh rằng: "Thành công là như vậy, nhưng bước vào đợt tập trung thì Tấn Sinh lại là một trong những người bị áp lực nhất. Tại sao? Đầu tiên là về sơ đồ ba trung vệ, tôi nhận thấy ra sự bắt nhịp của bản thân là quá chậm. Sơ đồ này đòi hỏi sự kiểm soát của hai trung vệ lệch cánh từ hàng dưới luân chuyển bóng lên trên bằng chuyền ngắn. Ban đầu thì tôi thật sự cảm thấy không thoải mái. Đợt tập trung lần này tôi vẫn ở chung với Đỗ Thanh Thịnh, hậu vệ của câu lạc bộ Đà Nẵng. Mấy lần tập trung trước hai anh em đã ở chung rồi. Tôi còn nói là hai thằng Quảng Nam lần nào ở chung cũng bị loại về. SEA Games cũng ở chung xong qua bên kia lại bị loại về. Nếu như lần này mà bị loại về thì anh em mình chia tay luôn từ đây." Tấn Sinh nhớ lại những ngày đầu không thoải mái vì phải sửa động tác quá nhiều lần, nhưng sau một thời gian thì chính anh cũng thừa nhận rằng những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các thành viên trong ban huấn luyện đang làm thật sự rất đúng đắn. Phóng viên hỏi rằng: "Áp lực từ các huấn luyện viên trong các buổi tập thì sao? Ví dụ như là tình huống nhỏ như là chuyền bóng qua lại, các huấn luyện viên cũng bắt làm đúng từng ly để tập luyện và thi đấu nắn nót hơn. Mấy ngày đầu tập luyện tôi còn cảm thấy không thoải mái vì bị sửa động tác quá nhiều. Tôi thấy nhiều cái quá nhỏ mà cũng phải sửa. Tuy nhiên ban đầu nghĩ vậy, nhưng càng về sau tôi thấy là các thầy đang làm đúng, giúp mình tiến bộ hơn. Tôi cũng không biết là anh em trong đội nghĩ thế nào. Về sau, nghĩ là khá là có lỗi. Mình giữ trong lòng chuyện đấy, không dám chia sẻ với thầy. Sau quá trình làm việc cùng tôi nhận ra là thầy Park và các thầy trong ban huấn luyện luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sự tỉ mỉ ấy còn xuất hiện ở một số tình huống nào nữa không? Trong các bữa ăn, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn đi kiểm tra, đốc thúc cho các cầu thủ làm việc nhỏ nhặt, ví dụ như uống sữa. Thi thoảng thầy đi kiểm tra, cầm hộp sữa lên và lắc xem có còn hay không. Còn là bắt uống hết mới cho về. Vậy thì điều gì khiến Sinh khâm phục nhất ở thầy Park? Về chuyên môn, chất lý của huấn luyện viên Park Hang-seo là đá nhỏ, nhuyễn và nhanh, không màu mè. Những lúc phòng ngự phải chắc chắn, còn tấn công phải nhanh, chuyển đổi sơ đồ cũng phải thật nhanh. Về tình cảm thì huấn luyện viên Park Hang-seo luôn muốn điều tốt nhất cho tất cả mọi người, đặc biệt là cầu thủ. Thầy ấy luôn đứng ra để bảo vệ cầu thủ. Tôi rất khâm phục huấn luyện viên Park Hang-seo khi đội tuyển có kết quả không tốt. Ông ấy là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm, không có nói cầu thủ này đá không hay, cầu thủ kia đá dở. Ông nói chúng tôi cứ ra sân đá hết mình, còn kết quả không tốt, ông là người chịu đầu tiên. Thời gian làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo khá ngắn, nhưng ra sân tôi có thể sẵn sàng đổ máu và chơi hết mình vì thầy. Phóng viên hỏi rằng nhiều người phàn nàn rằng là Tấn Sinh nói ít quá, khó hòa đồng. Anh có muốn thay đổi điều này không? Tính cách của tôi là đơn giản, nhẹ nhàng, không màu mè. Các đồng đội bảo tôi ít nói, anh Đức Trinh còn hay nói chuyện với mọi người. Ồ, thằng Sinh, nói chuyện được với tao được hai câu là may rồi. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng bảo tôi giao tiếp với đồng đội nhiều hơn. Khi ăn hay khi sinh hoạt thì mở lòng ra nhiều hơn. Tính tôi không hay nói chuyện, tâm sự.
Ở gia đình tôi cũng không chia sẻ nhiều. Mẹ là người gần gũi tôi nhất, nhưng tôi vẫn thường giấu trong lòng những điều khó nói ra. Vui thì không sao, chứ buồn thường ngồi một mình hay tự suy nghĩ. Tôi sống rất đơn giản, không muốn cao xa gì. Tôi thích hàng ngày được đi đá bóng, rồi đi trò chuyện với bạn bè, uống cà phê, tối về đi ngủ. Giữ nhiều lo lắng trong người như vậy thì trước trận đấu sinh thường giải tỏa căng thẳng như thế nào? Khi ra sân tôi thường xem video của Sergio Ramos, câu lạc bộ Real Madrid để học hỏi kinh nghiệm. Dù là trung vệ nhưng cũng xem video của Cristiano Ronaldo, câu lạc bộ Juventus để lấy cảm hứng. Với Ramos thì tôi học cách phòng ngự, cách tấn công từ cách sút phạt và sút phạt trực tiếp lên tham gia tấn công đánh đầu, và thích nhất những quả xoạc dũng mãnh của Sergio Ramos. Đá phạt thì học và làm theo kiểu của Ronaldo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là rõ ràng là sự tự tin của Tấn Sinh trong những pha sút phạt ở khoảng cách khá xa. Mặc dù là hiệu quả thì chưa cao, nhưng mà rõ ràng đó là một sự tin tưởng không nhỏ của ban huấn luyện, của các đồng đội với cầu thủ ít nói này. Báo chí hay bình luận của người hâm mộ có khiến Sinh bị ảnh hưởng nhiều về tâm lý hay không? Vào trong giải thì tôi hạn chế xem tin tức thể thao. Thắng thì không sao, nhưng thua chắc chắn là nhiều người sẽ bình luận và nói. Tôi biết chuyện đó là bình thường trong cuộc sống, nhưng vào giải là tôi và các đồng đội sẽ hạn chế chuyện đó. Thay vì xem tin tức, chúng tôi hay chơi game, ngồi nói chuyện. Với cá nhân tôi, nếu thấy tin tức về đội tuyển sẽ không vào xem, dù có viết về đội đá tốt hay là tôi đá tốt. Chúng tôi tập trung tối đa cho các trận đấu. Điều này thì đó là văn hóa của đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ thầy Park cầm rồi. Chúng ta vẫn biết là thầy Cảnh là người sẽ chịu trách nhiệm về kỷ luật của đội, và thầy đã đưa ra những quy định liên quan đến sử dụng mạng xã hội và truyền thông. Chúng ta nhớ lại câu nói của thầy Park rằng là rất là may và tôi không muốn học tiếng Việt để mà có thể là những áp lực từ những chuyên gia Việt Nam hoặc báo chí Việt Nam viết sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Và điều đó là cái điều may mắn khi tôi không biết tiếng Việt và tôi không học tiếng Việt. Nhưng tôi nghĩ rằng là với thầy Park thì ở độ tuổi rất là nhiều tuổi, 60 tuổi, cũng như là cái nhịp độ công việc quá lớn như vậy, thầy có lý do để nói chúng ta hiểu rằng, thông cảm cho thầy rằng là rất khó để học tiếng Việt. Tiếng Việt không phải là dễ, học tiếng Anh thì còn có thể dễ, nhưng tiếng Việt thì cực khó. Câu hỏi của phóng viên: áp lực như vậy còn những cám dỗ thú vui trong cuộc sống nữa thì sao? Huỳnh Tấn Sinh có gặp khó khăn gì khi phải thi đấu với những điều đó hay không? Ngày trước tôi rất thích xem Real Madrid hay là Juventus thi đấu, nhưng cũng đành hạn chế vì những khung giờ phát muộn. Tiếc lắm nhưng cũng đành gác lại để đi ngủ đúng giờ, đảm bảo sức khỏe. Tôi cũng nghĩ đến những thành công trong thời gian của các bạn, các anh. Họ đã phải rất cố gắng để có được cái sự thành công như thế. Tôi nghĩ bản thân mình sẽ phải cố gắng thêm để có được kết quả tốt như thế. Tôi hay nói đùa với ông nội và bà nội là sang năm 30 tuổi thì tôi mới cưới. Ông nội lúc nào bảo lo lắng sự nghiệp trước đi, đời còn dài cứ từ từ. Tôi chỉ muốn thi đấu thật tốt, nếu có điều kiện sẽ lo cho gia đình tốt hơn. Tôi luôn nghĩ mình chưa hoàn thiện, còn nhiều điều phải làm, cải thiện chuyện chuyên môn. Kết quả của mình đạt được còn phụ thuộc vào thái độ và cách làm thì mới mong mọi thứ tốt đẹp. Trong cuộc sống này, câu tâm đắc nhất của tôi đó là theo đuổi đam mê, thành công và sự thú vị sẽ đến với mình. Những phát biểu này từ chính miệng của một tuyển thủ U23, một cầu thủ 21 tuổi. Và tôi nghĩ chắc chắn là Tấn Sinh đã đọc sách. Và đây cũng chính là những tư duy mà giới trẻ bây giờ đã được học hỏi rất là sớm từ các trang mạng, từ các tài liệu truyền động lực, và đặc biệt là các khóa học truyền động lực cũng như là các cuốn sách. Thực sự là hoàn toàn những lời mà Sinh chia sẻ là những điều mà nó rất là đúng với giới trẻ bây giờ. Chúng tôi cũng rất là tiếc, bởi vì là mặc dù là hơn cậu bé này đến 16 tuổi, nhưng chúng tôi lại không nhận được những điều đó từ sớm như là Tấn Sinh, như là Quang Hải, như là Đình Trọng, như là Duy Mạnh, như là Văn Hậu. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy hoàn toàn tin tưởng vào cái khẳng định nhân cách của những cầu tuyển thủ mà được lựa chọn như là Huỳnh Tấn Sinh cùng với các anh, các đồng đội ở đội tuyển các cấp độ Mỹ Bắc đã dẫn dắt. Câu nói đùa của Tấn Sinh rằng là cậu ấy sẽ 30 tuổi mới lấy vợ thì điều này chúng tôi cũng liên hệ một chút để nói vui rằng là hiện tại thì ở cấp độ câu lạc bộ, là cấp độ các đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển quốc gia của chúng ta có những cầu thủ cực kỳ trẻ. Bản thân Quang Hải, Duy Mạnh chúng ta đều biết rồi, thậm chí Văn Hậu cũng có người yêu, và Phan Văn Đức cũng vậy. Như vậy là với các anh chỉ hơn 1-2 tuổi, cũng như là với các đồng đội như Quang Hải thì mới có 22 tuổi, hơn Tấn Sinh 1 tuổi, thì đều đã có những người yêu và bồ bịch rồi. Tiến Linh cũng vậy, cũng 22 tuổi, cũng người yêu đằm thắm ghê cơ. Thì không biết là lời nói của Tấn Sinh này có ảnh hưởng đến các danh thủ hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các em nên tập trung sự nghiệp cho mình sớm hơn, thay vì chỉ tập trung vào những cái vấn đề như là tình yêu. Tất nhiên là các em ấy cũng chả muốn là cái chuyện tình yêu, người yêu của các em ấy lên báo đâu, bởi vì báo chí bây giờ, đặc biệt là Việt Nam thì họ tinh danh lắm và có mọi thông tin để ấy, để có thể đưa những cái thông tin về những mối tình của những cầu thủ
Và điều đó cũng là một điều mà các cầu thủ cũng phải hết sức tế nhị, bởi vì đây không phải là lời khuyên của Tân Sinh, nhưng có lẽ là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp. Thậm chí nhiều cổ động viên còn nói vui là Valentin xong các cầu thủ yếu hơn thì tôi cũng đến bó tay. Rồi chúng ta thấy có một sở thích đặc biệt của Huỳnh Tấn Sinh, đó là mọi rõ ràng chơi ở vị trí trung vệ, nhưng cậu ấy lại rất thích cái cách mà Ronaldo chơi bóng. Để lý giải thì là để lấy cảm hứng, nhưng thực ra thì tôi nghĩ rằng là những tình huống đá phạt của Huỳnh Tấn Sinh đã thể hiện cái sự tin tưởng tuyệt đối của ban huấn luyện, các đồng đội của anh trong những trận đấu vừa qua, mà Huỳnh Tấn Sinh là người thực hiện những pha sút phạt từ khoảng cách khá xa, chứ không phải là những cầu thủ khác như là Quang Hải hay là Hoàng Đức. Thực sự thì chúng ta phát hiện ra rõ ràng là Huỳnh Tấn Sinh rất là lấy cái hình tượng là Ronaldo là một trong những cầu thủ để lấy động lực, bởi vì Ronaldo thực sự là một thiên tài, là một cầu thủ trưởng thành bằng sự chuyên nghiệp của mình, và cái tinh thần đó nó sẽ giúp cho các tuyển thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam. Tôi biết là ở trong đội tuyển Việt Nam hiện tại thì Duy Mạnh, rồi Quang Hải, rồi Đình Trọng, rồi xin lỗi các bạn, là Văn Hậu cũng có những fan riêng của mình ở những câu lạc bộ châu Âu, và Bùi Tiến Dũng thì lại hâm mộ đúng là Real là một trong những câu lạc bộ mà rất nhiều tuyển thủ Việt Nam hâm mộ, và điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cách mà các em ấy sẽ cố gắng phấn đấu, tập luyện, nỗ lực. Tiếp theo thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị các bạn bảng chấm điểm của chuyên gia của trang thể thao hàng đầu châu Á là Fox Sports Asian đối với các tuyển thủ Việt Nam trong chiến thắng đậm đà 4-0 trước Thái Lan. Điểm cao nhất chính là Đình Trọng và Quang Hải. Những cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc nhất trong chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan như là Quang Hải, Đình Trọng đều được chấm điểm cao nhất, đó là 9 điểm. Trên hàng công của chúng ta, Hoàng Đức và Đức Trinh xứng đáng là 8,5 điểm. Văn Hậu 8,5 điểm, Tấn Tài 7,5 điểm và bộ ba trung vệ thì Quang Hải 9 điểm rồi. Thái Quý cũng 8, Việt Hưng cũng 8, Thành Trung 8,5 điểm, Đình Trọng 9 điểm và Huỳnh Tấn Sinh 8 điểm, nhưng với cá nhân tôi sẽ chấm cho em là 8,5 điểm. Còn thấp nhất điểm chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng, không phải hoạt động nhiều nhưng đã mang lại sự yên tâm cho các đồng đội mỗi khi bóng áp sát khung thành từ rất xa. Chúng tôi nói vui vậy thôi. Cậu ấy là người nhắn nhất trong trận đấu ngày hôm qua, nhưng không thể nói thế để chỉ trích Bùi Tiến Dũng được, bởi vì là cái sự tập trung của em cũng là rất đáng trân trọng. Ở vậy Huỳnh Tấn Sinh 8 điểm, chiến đấu với nguồn năng lượng dồi dào, không ngại bất cứ đầu thủ nào và đã bầm dập trong những tình huống tranh chấp cũng như là trận đấu với Indonesia. Và trận đấu này thì Huỳnh Tấn Sinh đã thể hiện được đẳng cấp của mình, thể hiện sự tin tưởng của thầy Park và toàn bộ đồng đội khi mà là những chốt trận rất là quan trọng. Trong chia sẻ của Huỳnh Tấn Sinh thì cậu ấy nói là thực sự rất là khó khăn khi thích nghi với vị trí trung vệ lệch, bởi vì đây là những vị trí mà đòi hỏi cái sự chủ động như là sự chắc chắn, và Huỳnh Tấn Sinh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đình Trọng thì không phải nói rồi, đây là một trong những tâm điểm, một là trong những điểm sáng của chiến thuật Park Hang-seo, và rõ ràng Đình Trọng, sự trở lại của Đình Trọng khiến cho rất nhiều người phải ngỡ ngàng, bởi vì cái sự trưởng thành của em ấy không phải là từ cái nhịp độ thi đấu trong những tháng ngày mà em ấy bị chấn thương. Rõ ràng là rời sân đấu, sân cỏ một thời gian quá dài, rồi bị cuốn theo những cái hợp đồng quảng cáo và béo lên trong quá trình mà điều trị chấn thương. Nhưng mà Đình Trọng trở lại sân với một đẳng cấp phải nói là đáng sợ. Có thể nói là dùng cả một bài viết để viết về cái hậu vệ thép này của Việt Nam cũng là đúng thôi. Thực sự là cực kỳ ấn tượng với sự xuất sắc của Trần Đình Trọng. Không chỉ là chỉ huy hàng phòng ngự mà bản thân kỹ năng của Trần Đình Trọng cũng thực sự đáng nể. Supachai và Supachok đã mất hút trong phần lớn thời gian trận đấu. Và rất là nhiều người khi nhận định về khía cạnh chuyên môn thì kể cả là không có thẻ đỏ của Supachai thì hai cầu thủ này cũng không thể làm gì được với một hàng phòng thủ được tổ chức một cách khoa học, ăn ý và chắc chắn cũng như là rất đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta lại nhắc lại cái phân tích của kênh Dòng Bóng Đá rằng là dưới thời ông Park Hang-seo, các cầu thủ đều phải đảm bảo được cái yêu cầu về kỹ năng, về chiến thuật, kỹ chiến thuật. Vì vậy mà trước trận đấu diễn ra thì chúng tôi vẫn tin tưởng rằng một điều rằng là đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo đã xây dựng được một triết lý bóng đá, và đặc biệt là đặc sản bê tông tươi mà đến Iran, Iraq, Qatar rồi Nhật Bản, và chúng ta thấy những đội tuyển rất mạnh đều không thể xuyên phá nổi. Đó là những đội tuyển ở cấp độ châu lục. Vì vậy há gì một câu lạc bộ một đội tuyển trẻ của Thái Lan còn rất kém kinh nghiệm và nóng vội như là Supachai rồi Supachok. Và chúng ta thấy cái thẻ đỏ là một trong những biểu hiện cao nhất của cái sự đối đầu ở vị trí hàng thủ của tuyển Việt Nam với các tiền đạo xuất sắc bậc nhất lứa U23 của Thái Lan. Thành Trung 8,5 điểm, thi đấu cực kỳ với năng lượng rất cao, bọc lót rất tốt cho Văn Hậu ở cánh. Và Thành Trung là sự bổ khuyết cho Văn Hậu ở trong những tình huống mà Văn Hậu tỏ ra nóng vội. Nhưng mà rõ ràng bằng đẳng cấp của Văn Hậu chúng ta vẫn thấy là nó là một sự chắc chắn. Và không chỉ là thể hiện ở khía cạnh là Văn Hậu phòng thủ, hỗ trợ phòng thủ tốt, đánh chặn tốt từ các bên cánh là một trong những cái sở trường của đội tuyển Thái Lan, mà Văn Hậu còn là một trong những quân bài tấn công. Và chúng ta thấy cái đường kiến tạo sắc như dao của Văn Hậu cũng quá đẳng cấp. Và cái cách mà
Hà Đức Chinh di chuyển cũng phải nói là nó là một trong những điểm sáng của trận đấu và nó đã giải quyết thế cục của trận đấu chúng ta biết rồi. Hậu vệ Hồ Tấn Tài 7 điểm, cậu ấy tiếp tục có ngày thi đấu ổn định, không để lại quá nhiều ấn tượng nhưng chừng đó là quá đủ để giúp cho cầu thủ 21 tuổi này chiếm được lòng tin nơi huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện. Đoàn Văn Hậu 8,5 điểm, thi đấu tốt trong vai trò một cầu thủ chạy cánh, hỗ trợ lên công về thủ và thậm chí là chúng ta nhìn nhận thấy rằng rõ ràng Văn Hậu giờ đây không chỉ là khả năng phòng ngự và khả năng tấn công với tốc độ cao ở biên mà đây là một trong những cầu thủ có khả năng phất bóng và cái chân cực kỳ là điêu nghệ và khả năng đặt bóng như truyền như đặt bóng của Văn Hậu thực sự rất đáng sợ. Và không cần phải dâng quá cao, Văn Hậu vẫn có thể là đưa ra những cái quyết định và những đường truyền sắc lẹm. Thực sự chúng ta thấy rằng đây là một mẫu cầu thủ toàn diện chứ không nói rằng đấy khả năng đi bóng và kiểm soát bóng cũng như là che chắn bóng và tranh chấp bóng của Văn Hậu, phải nói rằng là chúng tôi phải nói cực kỳ ấn tượng với cầu thủ này, một cầu thủ quá trẻ mới gần 20 tuổi mà thể hiện một đẳng cấp rất cao và sự tự tin từ thể lực, thể hình và tất cả các yếu tố khác. Tiền vệ Trương Văn Thái Quý 8 điểm, thực hiện một vài nỗ lực dứt điểm từ xa nhưng không thành. Trương Văn Thái Quý thôi, chúng tôi không nói về cậu ấy nhiều bởi vì cậu ấy là một trong những cầu thủ phù hợp với chiến thuật của ông Park Hang-seo chứ không phải là một cầu thủ xuất sắc ở tiền vệ. Bởi vì cái sự lựa chọn Trương Văn Thái Quý, thứ nhất là các yếu tố liên quan đến, thứ nhất là cậu ấy là một cầu thủ rất là năng động, khả năng tranh chấp, nhiệt tình và hỗ trợ các đồng đội bọc lót khá tốt. Nhưng cái quan trọng là Thái Quý có một cái sự ăn ý đối với những cầu thủ ở trụ cột ở đội tuyển Việt Nam là đồng đội của anh ở câu lạc bộ Hà Nội. Tiền vệ Triệu Việt Hưng thi đấu cũng cực kỳ năng nổ, nhất là những khâu tranh chấp và hỗ trợ đánh chặn từ xa, từ giữa sân. Thực sự là Việt Nam đã trụ vững trước lối chơi rắn của đối thủ là một công lớn của Triệu Việt Hưng. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không cần phải nói rồi. Để nói về cầu thủ này thì rõ ràng Fox Sports Asia cũng như là tuyển Thái và đặc biệt huấn luyện viên Gama có lẽ là phải rất e dè khi mà sau này sẽ phải đối đầu với cả tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Ngày hôm đó, ngày 26 đó, Quang Hải đã chơi bùng nổ và giàu cảm hứng, thậm chí là chơi như một cách mà các chuyên gia bóng đá châu Á phải nói rằng cậu ấy chơi bóng chứ không phải đá bóng và rất là ngẫu hứng nhưng mà lại thể hiện cái đẳng cấp vượt trội so với những phần còn lại thì với các đồng đội mà với cả đối thủ được đánh giá rất là cao Thái Lan. Rõ ràng sự trở lại của Quang Hải là một cú tát rất là đau đối với cả đội tuyển Thái Lan bởi vì là gần đây chúng ta đều biết là truyền thông thậm chí là Fox Sports đã còn nghi ngờ phong độ, người Thái cũng còn chê Quang Hải đã thể hiện không tốt trong trận câu lạc bộ Hà Nội gặp Bangkok United. Rồi người Trung Quốc cũng tẹp miệng khi nói rằng là ngôi sao sáng của châu Á Nguyễn Quang Hải đã không thể hiện được nhiều và tất nhiên truyền thông Việt Nam thì lại chỉ trích anh ấy quá nhiều. Và cái sự tin tưởng và cái phản ứng của thầy Park là cái sự biểu hiện cao nhất cho lòng tin. Và Quang Hải trở lại với vai trò là một trong những linh hồn của kỹ chiến thuật cũng như là đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo Hà Đức Chinh bỏ ngoài tai những chỉ trích Lukaku. Cậu ấy sẽ lấy Lukaku để trả lời phỏng vấn khi mà nói rằng là những chỉ trích của truyền thông chỉ là cái điều mà Lukaku cũng phải trải qua và tôi cũng như vậy. Hà Đức Chinh tỏa sáng đúng lúc, đúng với sự tin tưởng của ban huấn luyện và thầy Park và những người còn yêu mến em. Tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức, đây là một trong những nhân tố mà có thể nói là để lại quá nhiều ấn tượng cho lòng tin của người hâm mộ và giới chuyên gia về tương lai sáng lạng của bóng đá Việt Nam. Một cầu thủ có kỹ năng, kỹ thuật, có thể lực, có khả năng và đặc biệt là rất tự tin khi mà có thể hoạt động độc lập. Vì vậy tôi nghĩ rằng cái quyết định của thầy Park Hang-seo khi mà đẩy Nguyễn Hoàng Đức lên đá tiền đạo là thực sự là rất hợp lý. Bởi vì cầu thủ này có cái chân trái rất khéo léo cũng như khả năng là có thể là xử lý bóng để có thể có những khoảng trống dứt điểm rất là tốt. Và có thể nói rằng là trong đội tuyển U23 Việt Nam thì Hoàng Đức là người dứt điểm nhất từ đầu giải trong cả 3 trận đấu. Nhiều người thì nói rằng là cái pha kiến tạo của Quang Hải và cú làm bàn của Hoàng Đức thì nó giống y chang như là cái cách mà anh Đức đã thể hiện. Nhưng mà nếu quý vị và các bạn tinh ý thì chúng ta thấy rõ ràng Hoàng Đức có một cảm giác rất tốt. Nếu như cũng chỉ là một pha bóng một chạm thôi nhưng mà cái cách mà Hoàng Đức bắt vô lê chân trái và dừng, chúng ta cảm thấy rằng rõ ràng cái cách mà Hoàng Đức nó bắt vô lê nó rất là điệu nghệ và nó thể hiện một cái khả năng quan sát rất tốt của cầu thủ này. Nếu như cách mà anh Đức vô lê trong cực kỳ chính xác và lực rất là tốt và ngay góc gần vào lưới của Malaysia trong trận lượt về AFF Cup thì Hoàng Đức chúng tôi lại cảm giác là cậu này đã có, nó có được cái cảm giác rất tốt ở cái khoảng trống. Khi mà cậu ấy dứt điểm thì thường thường là bản thân là các hậu vệ, trung vệ của đối thủ cũng rất là khó có thể cản được đường bóng đó. Dường như là Hoàng Đức có khả năng là khả năng đọc được vị trí và cái cảm nhận vị trí rất tốt khi mà đưa ra những đường sút và những đường chuyền đó rất khó có thể chặn được. Và chúng ta thấy rõ ràng là bàn thắng của Hoàng Đức nó thể hiện một cái đẳng cấp rất cao trong việc là cú vô lê lực đủ tầm và cực khó ở một cái góc xa như vậy. Tôi nghĩ rằng là bàn thắng của Hoàng Đức nó ấn tượng hơn rất nhiều
chắc là không nhiều là lý do là tôi cảm thấy nó thú vị vì bàn thắng này, nhưng mà có thể là tôi thấy rằng cái bàn thắng đó với Vũ Lê của Hoàng Đức với của Anh Đức nó khác nhau. Một cầu thủ trẻ mà đã thể hiện được một khả năng quan sát tốt như vậy và cảm nhận vị trí tốt như vậy, tôi nghĩ là cầu thủ này mới xứng đáng là đá tiền vệ cao nhất. Tôi nghĩ là Hà Đức Chinh nên đá thấp xuống một tí. Và chúng ta thấy là trận đấu với cả Thái Lan, cậu ấy hoạt động năng nổ, cả tranh chấp ở dạt ra các cánh. Và khi có sự tì đè và di chuyển không bóng của cậu ấy tốt như vậy, rõ ràng là tạo ra những khoảng trống cho Hoàng Đức, thậm chí là kể cả là Quang Hải. Và tôi nghĩ rằng cái phương án này là một phương án hay, rất là hay. Có khi để Hoàng Đức đá cao nhất lại là rất là hợp lý. Tiền vệ Trần Thanh Sơn thực sự rất ấn tượng với cú đặt lòng của Trần Thanh Sơn. Nó thể hiện một cái đẳng cấp và cảm giác bóng rất tốt. Cậu ấy đã không phụ sự kỳ vọng của rất nhiều người hâm mộ Hoàng Gia Lai và Thầy Park với pha lập công ấn định tỷ số 4-0. Bản thân Thầy Park sau phát biểu cũng nói rằng là bàn thắng của Thanh Sơn là tôi ấn tượng nhất, bởi vì đó là cái sự kết hợp của chiến thuật và sự ăn ý của đồng đội và cái đảm bảo những kỹ thuật rất cao trong chiến thuật. Khi mà tiếp theo là hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh. Phải nói rằng là Thanh Thịnh sở hữu tốc độ cánh khá nhanh và cảm giác bóng cũng tuyệt vời. Nhìn cái cách mà cậu ấy đi bóng, không phải là bó vào, nhưng mà cảm giác là cậu ấy có cái khả năng là di chuyển bóng ra biên khá tốt, và khi bó vào thì cũng không thực sự là vội vàng. Và cú căng vào vị trí tuyến 2, và ở đó đã có sẵn một Thanh Sơn dứt điểm với bàn thắng quá đẳng cấp. Nói rằng là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan có lẽ là người còn phải xem đi xem lại, nhưng càng xem họ càng đau, nhưng cần phải nghiên cứu, vì đó chính là những tinh hoa nhất của chiến thuật Park Hang-seo của U23 Việt Nam. Chúng tôi biết là bản tin đã quá dài, nhưng mà có thể nói rằng là những bản tin tổng hợp trên kênh Dòng Bóng Đá nó thường có một sự logic là rất là cao, và nó có sự liên kết về thông tin cũng như là những câu chuyện rất là lớn. Hy vọng quý vị và các bạn hãy cố kiên nhẫn để tiếp tục nghe phần tin. Tôi nghĩ là nhiều người thích cái dạng làm tin như này, bởi vì chúng ta sẽ không phải chuyển qua quá nhiều video và chúng ta có một mạch thông suốt để hiểu cái câu chuyện về bóng đá Việt Nam và đặc biệt thầy trò Park Hang-seo nhiều hơn. Đây là câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn, đó chính là những tiết lộ từ người trong cuộc, những liệu pháp đặc biệt mà ông Park Hang-seo đã làm với các học trò trước ngày mà chúng ta ra sân đấu với Thái Lan và đã thắng Thái Lan tỷ số 4-0. Trước trận đấu với Thái Lan thì nhiều người nghĩ rằng đó là những sự tự tin của các tuyển thủ Việt Nam dưới thời ông Park. Không phải, đó là một bầu không khí nặng nề bao trùm đến U23 Việt Nam, không chỉ là về thành tích, không chỉ về sự đối đầu, mà đặc biệt là với những cầu thủ của Thái Lan đang cực kỳ hưng phấn với những tuyên bố của huấn luyện viên Gama cứ như là đã thắng chắc rồi, tạo nên áp lực rất là lớn. Ông Park Hang-seo đã phải dùng những liệu pháp tâm lý đặc biệt để giúp cầu thủ trở nên mạnh mẽ trước sức ép từ dư luận. Chiến thắng vất vả trước Indonesia đã không giấu đi những khuyết điểm của U23 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng hiểu được điều này khi mà sức ép từ truyền thông, dư luận và việc buộc phải thắng Thái Lan mới giành được quyền tự quyết khiến tâm lý của họ đã không còn vững vàng. Lúc đó nếu không muốn giành tấm vé dự vòng chung kết, U23 Việt Nam sẽ không còn cách nào là phải thắng. Do đó nhiều cầu thủ đã không tránh khỏi tâm lý căng cứng, một thành viên trong đội đã kể lại như vậy. Thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi ông Park bước vào phòng họp. Từ lúc tôi dẫn dắt Việt Nam chưa có điều gì ta không làm được cả. Trước đây có ai nghĩ chúng ta thắng được Nhật Bản đâu. Trước đấy có ai nghĩ là chúng ta đã vào vòng chung kết U23 châu Á đâu. Và trước đấy có ai dám đặt hy vọng Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup hay không. Do vậy đừng sợ Thái Lan. Không có điều gì mà chúng ta không làm được cả. Trận đấu này cũng thế thôi. Một cầu thủ đã thuật lại lời của thầy Park. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ông Park tiếp tục. Nào, hôm nay chúng ta sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2. Các cầu thủ đều ngỡ ngàng giật mình. Bởi trước đây thì U23 Việt Nam chưa từng chơi với sơ đồ này. Và đây là lần đầu tiên. Chúng ta nhớ lại câu chuyện mà Huỳnh Tấn Sinh đã chia sẻ rằng là cái yêu cầu từ những chi tiết nhỏ nhất trong kỹ thuật ở vị trí của cậu ấy là hậu vệ, trung vệ lệch phải đã rất khó khăn và cậu ấy đã từng cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó thì đã hiểu rằng nguyên nhân tại sao. Và dưới thời ông Park Hang-seo, những cái chi tiết nó rất nhỏ nó sẽ giúp cho cầu thủ tiến bộ và trở lên đẳng cấp hơn. Và đó là cái từ lời chính miệng của Huỳnh Tấn Sinh. Và bây giờ chúng ta thấy rằng rõ ràng để thích nghi với cái yêu cầu của chiến thuật của ông Park Hang-seo là điều khó khăn, mà chúng ta nhìn thấy những danh thủ, những cầu thủ cực tốt như là Phan Thanh Hậu, rồi những cầu thủ như là Ngô Tùng Quốc đã bị loại. Không phải vì họ không có tài mà họ không thể đáp ứng được cái những cái yêu cầu nhỏ và những cái yêu cầu chuyên nghiệp cũng như là những cái yêu cầu về chiến thuật đặc biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta phải hiểu rằng là không phải dễ mà thầy Park đồng ý những cầu thủ này nằm ở trong 23 cầu thủ xuất sắc nhất đâu. Và ông Park hiểu được rằng là họ có thể cố gắng nỗ lực và quyết tâm để có thể là thay đổi mình và trở thành chuyên nghiệp trong sơ đồ chiến thuật của ông ấy. Vì vậy mà tiếp tục một lần, một trước một trận đấu quan trọng như vậy thì thầy Park lại xây dựng một cái thứ đội hình hoàn toàn khác và yêu cầu hoàn toàn khác. Và đây là cái điều không phải là áp lực nữa mà nó trở thành một điều thú vị, vì các học trò của ông đã đều phải hiểu rằng là sẽ phải đáp ứng cái yêu cầu của thầy Park tuyệt đối về chiến thuật. Lần trước, trước trận với Indonesia, chúng ta biết rằng là thầy Park đã lên tiếng trách móc rằng là các cầu thủ đã không hiểu nhiệm vụ của mình. Tôi không biết là các cầu thủ có hiểu hay không,
nhưng mà họ đã không làm được điều đó. Rồi nhớ lại câu nói mà ông Park chia sẻ trên truyền thông để cổ vũ cho học trò cưng của mình bên Clip: mỗi một huấn luyện viên đều có một phong cách huấn luyện khác nhau, và cái điều quan trọng là Công Phượng sẽ phải đáp ứng tất cả những yêu cầu mà huấn luyện viên đưa ra. Đó cũng chính là cái điều mà các cầu thủ sẽ phải nhớ. Mặc dù chúng tôi là những người mà không biết gì về bóng đá, nhưng mà chúng tôi cũng hiểu rằng những cái yếu tố đó là những yếu tố then chốt quyết định cái lòng tin mà thầy Park Hang-seo đặt vào, và thái độ của cầu thủ có thực sự là cố gắng để nỗ lực và để có thể là hoàn thiện kỹ năng và đáp ứng được yêu cầu của ban luyện hay không. Nào bây giờ chúng ta nghe cùng nghe thầy Park nói gì. Thành viên ban